Hà Nội đẩy mạnh quản lý và sử dụng tài sản công. Mua nhà online xuất hiện, quản lý rủi ro như thế nào? Hai tỉnh công bố dự án nhà ở xã hội có nhu cầu vay gói 120.000 tỷ đồng. Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong 12 phút sắp tới của bản tin Nhà đất và Đầu tư ngày hôm nay. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của thành phố giai đoạn 2023-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030. Trong giai đoạn 2023-2025, mục tiêu là 100% tài sản công của thành phố hiện có phần mềm cơ sở dữ liệu tập trung được cập nhật đầy đủ và chính xác theo quy định. 100% tài sản chuyên dùng của thành phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt tiêu chuẩn, định mức. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ rà soát phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố, đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu 90% đối với các cơ sở nhà đất chưa được phê duyệt mới. Đặc biệt, chấm dứt tình trạng sử dụng tài sản công để cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định, đồng thời tiếp nhận để quản lý và từng bước sử dụng, khai thác hiệu quả đối với 5 nhóm quỹ đất dự kiến khai thác giai đoạn 2023-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030. Từ tháng 5, thị trường bất động sản đã rục dịch trở lại. Một số dự án của các chủ đầu tư lớn tại vị trí đắc địa đã mở bán. Còn trên thị trường mua đi bán lại, không ít người mua nhà đã quyết định mua khi thấy giá bán ở ngưỡng hợp lý. Giá giao bán chung cư tại Hà Nội vẫn tăng từ 2 đến 4% ở phân khúc bình dân và trung cấp. Còn phân khúc nhà đất riêng lẻ, nhà đất thổ cư tại thành phố Hà Nội hiện đã giảm giá từ 3 đến 5% so với năm ngoái. Thậm chí nhiều nơi còn giảm tới 10% so với thời điểm sốt đất. Điều này đã thúc đẩy sự quan tâm trở lại của nhiều nhà đầu tư và những người có nhu cầu mua để ở, chủ yếu là phân khúc có giá dưới 5 tỷ đồng. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 5, trên thị trường cho thuê chung cư đã ghi nhận một vài chuyển biến. Đặc biệt tính riêng trong 4 tháng đầu năm, lợi suất cho thuê chung cư tại các thành phố lớn trong quý 1 năm 2023 lần lượt là 4,9% và 4,4% một năm. Mức lợi suất xấp xỉ 5% này chưa tính đến lợi nhuận nếu giá nhà tăng. Mức lợi suất này tuy đã cao hơn năm 2021 và 2022 nhưng vẫn thấp hơn mức trước dịch COVID-19. Như vậy có thể thấy rằng nhu cầu thật đối với bất động sản vẫn có và những chính sách tốt hỗ trợ thị trường đã tạo ra cú hích tương đối. Do đó, thời điểm khó khăn nhất của thị trường bất động sản đã qua. Bước sang tháng 6 năm 2023, dự báo nguồn cung và lượng quan tâm tìm kiếm bất động sản tiếp tục có dấu hiệu khả quan hơn. Thời gian gần đây, một số hội nhóm nhà đất trên mạng xã hội có nhiều thông tin giao bán về các dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội. Trong đó, dự án nhà ở xã hội Green Tower Đại Mỗ tại khu đô thị FLC Premier Park Đại Mỗ được giao bán với mức giá 18 triệu đồng một mét vuông. Theo thông tin giao bán, dự án này có diện tích khoảng 33.000 mét vuông, gồm tòa nhà căn hộ cao 12 tầng nổi và 2 tầng hầm, với khoảng 500 căn hộ có diện tích 56-82 mét vuông do công ty cổ phần tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đại diện tập đoàn FLC cho biết hiện tập đoàn đang thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục đầu tư nói riêng và thủ tục pháp lý nói chung nhằm mục đích triển khai dự án. Do vậy, chưa tiến hành chào bán cũng như chưa thực hiện bất cứ giao dịch nào liên quan tới việc chuyển nhượng bất động sản là căn hộ chung cư tại dự án. Tập đoàn không tham gia và không có liên quan tới bất kỳ giao dịch nào liên quan đến việc chuyển nhượng, đăng ký mua căn hộ chung cư, nhận tiền đặt cọc, tiền đặt mua căn hộ chung cư dự án. Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ 4.0, khi mọi thứ đều được số hóa, tất cả đều được giải quyết bằng những cú click chuột. Giao dịch bất động sản trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, có hay không sự rủi ro khi mua nhà qua mạng và sự quản lý rủi ro này sẽ thế nào? Anh Hoàng Bá Phòng làm bảo vệ cho một tòa nhà. Vì anh làm ca ngày và nghỉ đêm nên không có thời gian đi xem nhà thực tế. Rất may, các phương tiện trực tuyến đang giúp anh bớt được rất nhiều thời gian tìm hiểu, cũng không phải chạy đôn đáo khắp nơi. Từ ngày có cái công nghệ 4.0 và Internet, thì cuộc sống tất cả mọi thứ, chứ không phải riêng gì đến bất động sản. Áp dụng cho bọn tôi rất là dễ công việc, nhưng mà muốn tìm nhà này, hoặc xem nhà này, có thể lên mạng lướt một lúc là có thể tìm được những cái mình có thể ưng ý, hoặc là mình có thể lấy số điện thoại để liên hệ được ngay. Thực ra là cái này thì nó quá phù hợp với tất cả nhiều người, không như về lĩnh vực của bảo vệ hoặc là ngành nghề nào khác, mà tất cả các văn phòng thấy rất phù hợp.
các cụ có câu đồng tiền đi liền khúc ruột, nên với những sản phẩm giá trị lớn như bất động sản, việc cẩn trọng tìm hiểu là điều hiển nhiên. Đã qua lâu rồi, cái thời bán nhà trên giấy dễ như ăn kẹo. Người mua nhà ngày nay rất cẩn trọng khi soi xét sản phẩm bất động sản mà họ quan tâm. Thời đại số đã bổ sung thêm những công cụ mới giúp cho khách hàng có nhiều cách tiếp cận và kiểm chứng sản phẩm bất động sản. Với khách hàng trẻ, việc ngồi nhà với điện thoại hay máy tính có kết nối Internet để tìm kiếm thông tin về căn nhà mình mong muốn đã trở thành việc bình thường. Điều này khác hẳn với những người thế hệ trước. Mua cái bất động sản ấy, nó là một cái tài sản rất là lớn. Có thể nói là tích góp cả đời mình chưa chắc đã đủ. Có khi phải còn con cái, các thứ tham gia vào. Bây giờ mình mua ba Internet chẳng hạn, thì chất lượng không biết nó ra làm sao. Cho nên riêng tôi thì tôi không mua. Còn con cái tôi thì tùy. Những lo lắng như vậy không phải là không có căn cứ. Đã có rất nhiều vụ lừa đảo bán hàng qua mạng, sản phẩm giao bán một đằng, thực tế một nẻo. Cái môi trường xã hội và các yếu tố khách quan cộng với sự hỗ trợ công nghệ nó thay đổi hành vi của chúng ta. Chứ không phải là vì cái sự thay đổi, nó không làm thay đổi bản chất của cái câu chuyện. Mà nó chỉ thay đổi cái hành vi và cái phương tiện thực hiện cái mục đích của chúng ta mà thôi. Giao dịch thương mại điện tử không có nghĩa là cái sản phẩm không thật. Đúng không? Trên một môi trường là thương mại điện tử. Trên môi trường kỹ thuật số, nhưng sản phẩm hoàn toàn là sản phẩm thật. Và cũng giống như các bạn đi xem vậy thôi, tất cả các thứ đều phải được kiểm chứng hết. Chứ không có nghĩa rằng là thương mại điện tử thì có nghĩa là bán một cái sản phẩm ảo. Việc tham quan dự án qua mạng chỉ là bước đầu người mua tìm hiểu dự án. Nhưng nhờ cách này, khách hàng tiết kiệm được một khoản chi phí trung gian cho môi giới bất động sản trực tiếp. Website của các sàn giao dịch ngay có thể tra cứu hình ảnh về sản phẩm bất động sản, thậm chí có thể kết nối với người hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc. Cạnh tranh với những sàn giao dịch lớn còn có những công cụ mới thay thế các trang web bất động sản. Công cụ số này giới thiệu dự án đến từng chi tiết nhỏ nhất, tựa như có trợ lý ảo đang dẫn khách tham quan trực tiếp đến tận những ngóc ngách mà khách hàng muốn. Chúng ta đều phải thay đổi cả. Bản thân nhà đầu chủ đầu tư cũng thay đổi, khách hàng cũng thay đổi, những đại lý, những người làm về vấn đề môi giới bất động sản, họ cũng sẽ phải có sự thay đổi để tin kịp thời. Và tôi nghĩ rằng khi mà họ làm tốt thì cái giá trị gia tăng từ cái việc thay đổi phương thức đó nó còn mang lại nhiều lợi ích hơn cho cả cái việc họ đã làm từ trước đó. Mặt phải tích cực thì như vậy, nhưng mặt trái của công cụ này là gì và phải quản lý nó ra sao trên góc độ quản lý nhà nước? Điều cần thiết lúc này là quản lý được phương thức bán hàng mới đó. Hay nói cách khác, khi doanh nghiệp tăng cường công nghệ số trong chào bán hàng, thì cơ quan quản lý nhà nước cũng phải có sự phát triển theo sát. Sự theo sát quản lý cần được hiểu bằng cách ban hành các chính sách và công cụ xác thực giao dịch online bằng luật pháp. Nếu chậm trễ không bắt tay làm ngay các chính sách quản lý cũng như chính sách và công cụ xác thực giao dịch online, sẽ đến lúc cây sảy lại nảy cái ung. Nạn lừa đảo và treo đầu dê bán thịt chó trên thị trường bất động sản sẽ có ngày tác oai tác quái. Nói một cách ngắn gọn, giờ là thời đại 4.0 nên phải quản lý thị trường bằng công nghệ số. Có nhiều rủi ro khi mua nhà theo hình thức trực tuyến. Tuy là điều mới mẻ với người Việt nhưng không xa lạ so với các nước tiên tiến. Theo kinh nghiệm của nhiều chuyên gia môi giới địa ốc quốc tế, chỉ cần tránh những sai lầm sau đây, việc mua một ngôi nhà trực tuyến suôn sẻ như quy trình mua nhà truyền thống. Vì không được tận mắt nhìn thấy ngôi nhà, điều quan trọng là phải tìm kiếm những nhân viên môi giới bất động sản trong khu, đặt nhiều câu hỏi khác nhau cho họ, chẳng hạn như hỏi họ đã xử lý bao nhiêu giao dịch trong khu vực định mua. Dành thời gian xem hình ảnh hoặc video về ngôi nhà. Video sẽ giúp ta dễ dàng nhìn thấy mọi ngóc ngách của ngôi nhà như khi tham quan trực tiếp. Cần lên lịch tham quan kết hợp trò chuyện video trực tiếp với môi giới để họ có thể trả lời những câu hỏi mà hình ảnh không thể liệt kê hết. Lập danh sách các câu hỏi, khi mua nhà trực tuyến, chúng ta chỉ thấy những hình ảnh kỹ thuật số được hiển thị mà thôi. Chính vì thế, trước đó hãy viết ra một danh sách các câu hỏi để không bỏ sót các vấn đề mình quan tâm, đặc biệt là các yếu tố pháp lý của căn nhà. Nghiên cứu khu vực xung quanh, đừng chỉ hào hứng với căn nhà mà quên quan sát xung quanh, bởi rất có thể các khu dân trí thấp, nhiều tội phạm lại ở rất gần đó. Tìm kiếm người nhờ họ kiểm tra thực trạng nhà, vì mua nhà ở là một việc mua bán tài sản lớn, việc xem nó như một canh bạc. Xác lập thỏa thuận hợp đồng điện tử, phương thức thanh toán, chu trình thanh toán đúng quy định pháp luật.
Phần cuối của bản tin, mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý khác. Mới đây, hai địa phương là Bắc Giang và Bà Rịa Vũng Tàu đã công bố danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội có nhu cầu vay vốn theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang công bố 12 dự án, trong đó có 2 dự án của nhà ở xã hội thu nhập thấp, 10 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân. Còn Bà Rịa Vũng Tàu mới chỉ có 1 dự án nhà ở xã hội trong danh mục có nhu cầu vay vốn với số tiền 150 tỷ đồng. Như vậy, các địa phương đã bắt đầu dục dịch triển khai vay vốn gói 120.000 tỷ cho nhà ở xã hội. Điều này cho thấy những tín hiệu khả quan của phân khúc này và tình trạng thiếu nguồn cung nhà ở xã hội sẽ dần được khắc phục. Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã gửi văn bản về việc tháo gỡ vướng mắc tại các dự án của Novaland tại tỉnh Đồng Nai tới Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng trực tiếp làm việc với ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Novaland, đồng thời báo cáo lại với Thủ tướng về việc này. Trước đó, Novaland kiến nghị Thủ tướng tháo gỡ khó khăn liên quan đến việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Biên Hòa tại Đồng Nai và quy hoạch nhà ở xã hội theo quy định của từng thời kỳ. Hiện các công ty thuộc Novaland đang là chủ đầu tư của 9 dự án. Đây là các dự án thành phần của dự án khu đô thị kinh tế Mở Long Hưng và dự án khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù Lao Phước Hưng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Nhà đất và Đầu tư ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.